Thưa quý vị, ngày 6 tháng 6, ủy ban chứng khoán và sàn giao dịch Mỹ đã đệ trình đơn lên tòa sơ thẩm liên bang ở thủ đô Washington, yêu cầu các thẩm phán ban hành lệnh đóng băng tạm thời tài sản của Binance US trên sàn giao dịch tiền kỹ thuật số này. Cùng ngày, ủy ban chứng khoán và sàn giao dịch Mỹ đã kiện thêm Coinbase, sàn giao dịch kỹ thuật số lớn nhất nước Mỹ. Thị trường tiền kỹ thuật số lập tức treo đảo, trong khi các nhà đầu tư ồ ạt rút tiền, tài sản của các tỷ phú đứng đầu hai sàn này giảm mạnh. Cụ thể, CEO Binance Triệu Trường Bằng gọi tắt là CG và CEO Coinbase Brian Armstrong mất tổng cộng gần 1,8 tỷ đô la. Theo chỉ số tỷ phú Bloomberg, tài sản của CEO Binance Triệu Trường Bằng giảm 1,4 tỷ đô la trong hai ngày qua, còn 26 tỷ đô la. Tài sản của CEO Coinbase Brian Armstrong cũng mất 361 triệu đô la về 2,2 tỷ đô la. Trước đó, trong hai ngày mùng 5 và mùng 6 tháng 6, Ủy ban chứng khoán và sàn giao dịch SEC đã kiện Binance, sàn giao dịch tiền số lớn nhất thế giới và Coinbase, sàn giao dịch tiền số lớn nhất nước Mỹ. Trong đó, Binance và giám đốc điều hành triệu trường bằng bị kiện với 13 cáo buộc, bao gồm các cáo buộc như lừa dối nhà đầu tư, sử dụng sai tiền của người dùng, vi phạm các quy định chứng khoán, vận hành trang web lừa đảo quy mô lớn và lách luật một cách có tính toán. Coinbase bị cáo buộc không đăng ký tư cách sàn giao dịch chứng khoán, gây ra những nguy cơ đối với các nhà đầu tư, SEC cáo buộc nền tảng này đã kiếm được hàng tỷ đô la bằng cách tạo điều kiện bất hợp pháp cho việc mua bán tài sản tiền điện tử. Ngay sau khi tin tức về các vụ kiện được đưa ra, cổ phiếu Coinbase lập tức giảm 13% ngày 6 tháng 6 và hiện ở mức 51,6 đô la. Trước đó một ngày, khi Binance bị SEC kiện, cổ phiếu công ty này cũng giảm 9%. Động thái của SEC cũng đã khiến các nhà đầu tư rút tiền ồ ạt khỏi sàn Binance và chi nhánh tại Mỹ. Công ty dữ liệu Nansen cho biết, Tính đến thời điểm 11 giờ trưa ngày 6 tháng 6, tức 22 giờ tối giờ Việt Nam, các nhà đầu tư đã rút khoảng 1,43 tỷ đô la từ sàn giao dịch Binance và chi nhánh Binance US. Trên mạng xã hội Twitter, công ty Nansen nêu rõ, Binance ghi nhận dòng tiền rút dòng trị giá 1,34 tỷ đô la trên chuỗi khối đồng Ethereum, trong khi tại chi nhánh Binance ở Mỹ đã lên tới 70,8 triệu đô la việc SEC nhằm vào hai trong số những sàn tiền số lớn nhất thế giới khiến thị trường điện tử trao đảo với hầu hết token đều giảm giá trị, còn các tỷ phú thì cũng mất hàng tỷ đô la. Sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới Binance do CEO Triệu Trường Bằng, một công dân Canada sinh ra và lớn lên đến năm 12 tuổi tại Trung Quốc thành lập tại Thượng Hải vào năm 2017. Mặc dù công ty mẹ có trụ sở tại quần đảo Cayman, song Binance cho biết họ không có trụ sở chính và đã từ chối cho biết vị trí của sàn giao dịch chính là Binance.com là nền tảng giao dịch toàn cầu của Binance. Binance.com thống trị các giao dịch tiền điện tử trên thế giới. Năm ngoái, sàn này đã xử lý các giao dịch trị giá khoảng 65 tỷ đô la mỗi ngày. Coinbase trong khi đó thành lập năm 2012 bởi Brian Armstrong và Fred H. Sam, IPO vào tháng 4 năm 2021 và trở thành sàn giao dịch tiền điện tử đầu tiên được niêm yết trên sàn chứng khoán Mỹ. Tính từ cuối năm 2022, Coinbase có khoảng 110 triệu người dùng và 80 tỷ đô la tài sản. Ngày 6 tháng 6, ngân hàng Goldman Sachs đã điều chỉnh giảm nguy cơ kinh tế Mỹ suy thoái trong 12 tháng tới, cùng quan điểm nhiều chuyên gia dự báo kinh tế nước này khó suy thoái trong năm nay. Cụ thể, ngân hàng đầu tư này đã hạ nguy cơ nền kinh tế lớn nhất thế giới suy thoái từ 35% xuống 25% vì hai lý do chính. Lý do thứ nhất là thỏa thuận lưỡng đảng về việc đình chỉ chính sách áp dụng trần nợ công gần đây đã được Quốc hội thông qua, theo đó, mức chi tiêu ngân sách được cắt giảm vừa phải sẽ giúp xung lực tài khóa tổng thể ở mức trung lập trong vài năm tới. Lý do thứ hai là giới phân tích chắc chắn hơn về tác động của sức ép ngân hàng đối với tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội GDP thực tế. Trước đó, nhiều tổng giám đốc, CEO doanh nghiệp, nhà đầu tư và chuyên gia kinh tế đã đưa ra dự báo năm nay sẽ là năm kinh tế Mỹ rơi vào suy thoái. Cơ sở cho dự báo này là việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ phép thông qua việc cắt giảm lãi suất để chống lạm phát sẽ khiến nền kinh tế sụt tốc trong kịch bản suy thoái kinh tế, doanh nghiệp sẽ sa thải hàng loạt và người tiêu dùng sẽ mạnh tay cắt giảm chi tiêu. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, các nhà dự báo cho rằng suy thoái kinh tế Mỹ khó xảy ra trong năm nay vì một lý do là thị trường việc làm của Mỹ đang quá mạnh. Hoạt động tuyển dụng ở Mỹ bất ngờ tăng tốc trong tháng 5 với số lượng việc làm mới được tạo ra là 339.000 công việc. Con số này không chỉ lớn hơn bất kỳ dự báo nào mà còn là số việc làm mới hàng tháng lớn nhất kể từ năm 2019, một năm rất mạnh của thị trường việc làm ở Mỹ. Dù vậy, cũng cần phải nói thêm rằng, mọi thứ có thể xấu đi một cách rất nhanh chóng và bất ngờ trong nền kinh tế, đặc biệt là ở thị trường lao động, dẫn tới một cuộc suy thoái bắt đầu trong năm nay. Theo bà Vita Spivak, học giả Trung tâm Á-Âu Nga Carnegie, chuyên gia về Trung Quốc, sau khi chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine được phát động, các công ty phương Tây rời đi, thay vào đó là các công ty Nga nổi lên và công ty Trung Quốc tăng cường sự hiện diện. Tuy nhiên, doanh nghiệp Trung Quốc cũng đang gặp nhiều khó khăn khi duy trì hoạt động dưới các lệnh trừng phạt của các nước này nhắm vào Nga. Học giả Vita Spivak cho biết, các biện pháp trừng phạt mới nhất đang được thảo luận tại Ủy ban châu Âu sẽ nhắm vào một số công ty Trung Quốc liên quan đến việc cung cấp các linh kiện lưỡng dụng cho Nga. Những công ty này bao gồm một số nhà sản xuất chất bán dẫn đã bị Mỹ trừng phạt, chẳng hạn như công ty bán dẫn 3HC và công ty công nghệ Kingpai. Bà Spivak cho rằng, các cơ quan quản lý lệnh trừng phạt của phương Tây có thể sẽ tăng cường công tác giám sát, đặc biệt là các công ty Trung Quốc khi nhiều công ty trong số đó vẫn tiếp tục hoạt động ở Nga. Cho đến nay, một số phân khúc nhất định của thị trường tiêu dùng Nga đã chứng kiến sự gia tăng rõ rệt trong tỷ trọng hàng hóa Trung Quốc. Ví dụ trên thị trường ô tô, từ năm ngoái tại Nga chỉ còn 14 trong số 60 thương hiệu ô tô còn tồn tại. Trong số 14 thương hiệu này thì có tới 11 thương hiệu là của Trung Quốc, còn lại 3 thương hiệu là của địa phương. Năm ngoái, các mẫu xe Trung Quốc chiếm 20% doanh số bán ô tô mới ở Nga, tăng mạnh so với mức khoảng 6% vào năm 2021. Theo một số ước tính, thị phần bán ô tô Trung Quốc trên thị trường Nga có thể đạt 40% vào năm 2023, mặc dù giá của chúng đối với người tiêu dùng Nga có tăng. Ít nhất hai thương hiệu ô tô mới của Trung Quốc là Hongqi, một thương hiệu ô tô hạng sang và Omoda, một công ty con của thương hiệu ô tô Cherry được chế tạo riêng cho thị trường Nga sẽ đến Nga trong năm nay. Vào cuối năm ngoái, các nhà bán lẻ lớn của Nga báo cáo rằng, những nhà sản xuất thiết bị gia dụng Trung Quốc hiện đang dẫn đầu phân khúc máy giặt, tủ lạnh, máy tính sách tay và điện thoại thông minh. Các báo cáo này phù hợp với dữ liệu xuất khẩu của Trung Quốc, cho thấy xuất khẩu máy giặt sang Nga tăng 35,5%, xuất khẩu tủ lạnh tăng 6,4% vào năm 2022 so với năm trước. Một số công ty Trung Quốc đang tiếp tục kế hoạch nội địa hóa ở Nga, chẳng hạn như Haier, nhà sản xuất thiết bị gia dụng hàng đầu. Thương hiệu này hiện đang chiếm hơn 20% thị trường tủ lạnh ở Nga vào năm ngoái. Sau khi Apple và Samsung rút khỏi thị trường Nga, điện thoại thông minh Trung Quốc đã thống trị doanh số bán hàng ở đó, chiếm tới 70% thị trường. Theo dữ liệu từ các nhà bán lẻ lớn nhất, những hãng dẫn đầu là Xiaomi, Realme và Techno. Trong danh sách này không có Huawei, một trong những nhà sản xuất công nghệ lớn nhất của Trung Quốc. Tuy nhiên, rủi ro trừng phạt dường như cũng đã ngăn số lượng nhà đầu tư Trung Quốc vốn đã hạn chế ở Nga. Vào năm 2022, Nga không nhận được khoản đầu tư lớn nào từ Trung Quốc, mặc dù Bắc Kinh đã tăng cường tài trợ cho các dự án thuộc sáng kiến Vành đai và Con đường ở các quốc gia khác. Học giả Spivak kết luận, với áp lực từ việc gia tăng các biện pháp trừng phạt đối với Nga và căng thẳng của chính Bắc Kinh với phương Tây ngày càng gia tăng, các doanh nghiệp Trung Quốc sẽ ngày càng gặp khó khăn khi tiếp tục hoạt động dưới áp lực của các biện pháp trừng phạt. Tiếp tục chương trình là một số tin vắn đáng chú ý khác. Vụ vỡ đập thủy điện Kakhovka cao 30m và dài 3,2 km ở tỉnh Kherson, miền nam Ukraine, đang gây thiệt hại lớn cho người dân sống trong vùng này. Được xây dựng vào năm 1956 với sức chứa hồ nước lên đến 18 km khối, đây là nguồn cung cấp nước quan trọng cho bán đảo Crimea ở phía nam và nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia lớn nhất châu Âu ở phía bắc. Việc vỡ đập khiến khoảng 2.700 ngôi nhà tại 15 khu định cư ở phía hạng nguồn ngập lụt, hàng trăm nghìn người không được tiếp cận nước sạch và làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu hụt nguồn cung điện ở Ukraine. Bộ Nông nghiệp Ukraine cho biết hàng chục nghìn hecta đất nông nghiệp có nguy cơ bị ngập lụt, ít nhất 500.000 hecta đất không được tưới tiêu và những cánh đồng ở miền Nam có thể bị biến thành sa mạc vào năm sau. Theo bộ này, sự cố sẽ khiến nguồn cung nước cho 31 hệ thống thủy lợi bị cắt đứt. Các hệ thống này cung cấp nước tưới tiêu cho 584.000 hecta đất canh tác, là nguồn thu hoạch khoảng 4 triệu tấn ngũ cốc và hạt có dầu. Cả Nga và Ukraine đều đổ lỗi cho nhau và kêu gọi điều tra cấp quốc tế về vụ vỡ đập này. Đồng lira của Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm 7% xuống mức thấp kỷ lục vào thứ Tư ngày 7 tháng 6 trong đợt bán tháo hàng ngày lớn nhất kể từ sau vụ sụp đổ lịch sử năm 2021 khi chính phủ mới đắc cử dường như nới lòng các biện pháp ổn định trong quá trình xoay trục sang các chính sách chính thống hơn. Đồng lira đã chịu áp lực kể từ khi Tổng thống Tayyip Erdogan tái đắc cử vào ngày 28 tháng 5. Sau khi giảm giá, đồng lira đứng ở mức 22,98 lira một đô la. Trước đó, nó đã chạm mức thấp kỷ lục là 23,16 lira một đô la, nâng mức mất giá trong năm nay lên đến hơn 19%. Tổng thống Indonesia Yoko Widodo hôm thứ Tư mùng 7 tháng 6 đã quảng bá thủ đô mới với các nhà đầu tư toàn cầu tại Singapore và hứa hẹn lợi nhuận cao nếu các nhà đầu tư đầu tư vào thành phố này. Phát biểu tại sự kiện thu hút đầu tư, ông Widodo cho rằng nền kinh tế Indonesia đang tăng trưởng ổn định ở mức khoảng 5%, cùng với lạm phát thấp đủ để thuyết phục các nhà đầu tư. Indonesia, nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á đang xây dựng một thành phố thông minh, trải rộng gần 260.000 hecta trong các khu rừng rậm trên đảo Borneo để thay thế thủ đô Jakarta đang chìm dần trên đảo Java. Jakarta các tài đã cam kết rằng ngân sách nhà nước sẽ chỉ chi trả 20% tổng chi phí xây dựng thủ đô mới, phần còn lại sẽ kêu gọi từ các nhà đầu tư tư nhân. Ngày 7 tháng 6, Tổng cục Hải quan Trung Quốc công bố số liệu cho thấy kim ngạch xuất nhập khẩu của nước này trong năm tháng đầu năm nay đã tăng 4,7% so với cùng kỳ năm ngoái lên 16.770 tỷ nhân dân tệ, tương đương với 2.352 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên kim ngạch xuất khẩu của Trung Quốc trong tháng 5 thì lần đầu tiên kể từ tháng 2 năm nay đã giảm. Kim ngạch xuất khẩu của Trung Quốc giảm trong tháng 5 đã chấm dứt hai tháng tăng trưởng liên tiếp do đà phục hồi sau dịch Covid-19 yếu dần và làm tăng dự báo rằng giới chức nước này sẽ đưa ra các biện pháp kích thích mới. Giới phân tích cho rằng lạm phát toàn cầu tăng, nguy cơ suy thoái ở nhiều nước và căng thẳng địa chính trị đã làm suy yếu nhu cầu đối với các sản phẩm của Trung Quốc. Điều này khiến kim ngạch xuất khẩu của Trung Quốc trong tháng 5 giảm 7,5% so với cùng kỳ năm ngoái, đánh dấu mức giảm mạnh so với mức tăng 8,5% trong tháng 4 và giảm sâu hơn nhiều so với mức dự báo giảm 1,8% của Bloomberg. Ngày mùng 6 tháng 6, Ngân hàng Thế giới đã nâng dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2023 lên mức 2,1%, do Mỹ và các nền kinh tế lớn khác đã chứng tỏ được khả năng phục hồi mạnh hơn so với kỳ vọng song cũng cho biết lãi suất cao sẽ gây ra lực cản lớn hơn dự kiến trong năm 2024. Trong báo cáo triển vọng kinh tế toàn cầu mới nhất, VKB dự báo tổng GDP toàn cầu sẽ tăng 2,1% trong năm nay, cao hơn so với mức dự báo 1,7% được đưa ra hồi tháng 1, song vẫn thấp hơn nhiều so với tốc độ tăng trưởng năm 2022 là 3,1%. VKB cũng giảm mức dự báo tăng trưởng toàn cầu năm 2024 xuống còn 2,4% từ mức 2,7% đưa ra hồi tháng 1. Nguyên nhân là do những tác động của chính sách tiền tệ thắt chặt, nhất là tình trạng suy giảm đầu tư kinh doanh và nhà ở. Báo cáo lưu ý tăng trưởng kinh tế toàn cầu trong thời gian từ nay đến cuối năm sẽ chậm lại đáng kể do những tác động kéo dài và liên tục của chính sách thắt chặt tiền tệ cũng như các điều kiện tín dụng hạn chế. Những yếu tố này dự kiến tiếp tục ảnh hưởng đến hoạt động kinh tế trong năm 2024, khiến tăng trưởng toàn cầu thấp hơn so với các dự đoán trước đó. VTB dự đoán tăng trưởng kinh tế toàn cầu sẽ phục hồi lên mức 3% vào năm 2025. Tháng 1 năm 2023, VKP cảnh báo GDP toàn cầu đang chậm lại và đứng trước bờ vực suy thoái. Tuy nhiên sau đó, sức mạnh của thị trường lao động và nhu cầu tiêu dùng ở Mỹ đã vượt kỳ vọng, cộng thêm sự phục hồi của nền kinh tế Trung Quốc sau khi dỡ bỏ các biện pháp hạn chế được áp đặt để phòng chống dịch COVID-19. Tăng trưởng kinh tế của Mỹ năm 2023 hiện được dự báo ở mức 1,1%, cao hơn gấp đôi so với mức 0,5% được đưa ra vào tháng 1 năm 2023, trong khi tăng trưởng của Trung Quốc dự kiến đạt 5,6% cao hơn so với mức dự báo 4,3% đưa ra trước đó. Tuy nhiên, VKB cũng giảm dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2024 của Mỹ xuống mức 0,8% và của Trung Quốc xuống còn 4,6%. Trong khi đó, dự báo tăng trưởng năm 2023 của khu vực đồng tiền Trung châu Âu Eurozone được nâng lên mức 0,4%, song dự báo tăng trưởng cho năm 2024 cũng bị giảm nhẹ. VKB dự báo kinh tế Nga sẽ suy giảm 0,2 điểm phần trăm trong năm nay so với mức dự báo tăng 3,1% đưa ra hồi tháng 1 năm nay. Theo VKB, những căng thẳng gần đây trong lĩnh vực ngân hàng cũng đang góp phần khiến các điều kiện tài chính thắt chặt tiếp tục kéo dài đến năm 2024. Một trong những kịch bản bất lợi được VKB đưa ra là căng thẳng trong lĩnh vực ngân hàng dẫn đến khủng hoảng tín dụng nghiêm trọng và thị trường tài chính ở các nền kinh tế tiên tiến bị ảnh hưởng lớn hơn. Nếu điều này xảy ra, tăng trưởng kinh tế toàn cầu có thể sẽ giảm xuống chỉ còn 1,3%, tốc độ chậm nhất trong vòng 30 năm, ngoại trừ các đợt suy thoái năm 2009 và 2020. VKB cũng cảnh báo thêm một kịch bản khác là khi căng thẳng tài chính lan rộng trên toàn cầu ở mức độ lớn hơn, nền kinh tế thế giới có thể sẽ rơi vào suy thoái năm 2024. VKB dự báo lạm phát sẽ giảm dần khi tăng trưởng giảm tốc cũng như nhu cầu lao động ở nhiều nền kinh tế suy giảm, song lạm phát cơ bản dự kiến vẫn sẽ cao hơn so với mục tiêu của ngân hàng trung ương ở nhiều quốc gia trong năm 2024. Thưa quý vị, đồng tiền Nhật Bản lại xuống giá đã khiến một số nhà quan sát thị trường dự báo ngân hàng trung ương Nhật Bản sẽ can thiệp mạnh khi ngân hàng này duy trì chính sách siêu nới lỏng trong một thế giới lãi suất và lạm phát cao. Đồng yên của Nhật Bản giao dịch vượt mức 140 yên một đô la trong phiên mùng 5 tháng 6 sau khi lần đầu tiên phá ngưỡng này vào cuối tháng trước, lần đầu tiên kể từ tháng 11 năm 2022. Năm ngoái, bộ tài chính Nhật Bản đã bơm gần 68 tỷ đô la để kéo giá đồng yên lên. Vào các ngày 22 tháng 9, 21 tháng 10 và 24 tháng 10, khi đồng tiền này giảm xuống mức 150 yên một đô la, thấp nhất kể từ năm 1990. Đồng tiền Nhật Bản lại xuống giá đã khiến một số nhà quan sát thị trường dự báo Ngân hàng Trung ương Nhật Bản BOJ sẽ can thiệp mạnh khi ngân hàng này duy trì chính sách siêu nới lỏng trong một thế giới lãi suất và lạm phát cao đồng yên xuống giá đã khiến các quan chức chính phủ phải hành động để hỗ trợ trong lần gần đây nhất. Trong khi đó, các nhà đầu tư nước ngoài hưởng lợi khi giá cổ phiếu tại Tokyo phục hồi nhờ tỷ giá giảm. Người phụ trách nghiên cứu tỷ giá châu Á của HSBC, Joey Chiu cho rằng, diễn biến gần đây của đồng yên sẽ đặt ra vấn đề liệu chính phủ có can thiệp hay không. Theo bà, phát biểu gần đây của Bộ trưởng Tài chính Sunichi Suzuki cho thấy, ít có khả năng sẽ có sự can thiệp ngay lập tức mà có thể phải chờ đến khi đồng yên giảm xuống mức 145 yên một đô la. Trong khi đó, các nhà kinh tế của Goldman Sachs trong báo cáo công bố ngày 26 tháng 5 nhấn mạnh việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ phép tăng lãi suất sẽ khiến đồng yên tiếp tục giảm. Theo các nhà kinh tế, nếu thị trường duy trì nhận định triển vọng tăng trưởng kinh tế của Mỹ khả quan hơn và khả năng phép tiếp tục tăng lãi suất, đồng yên sẽ chịu sức ép và tranh lệch lãi suất là nguyên nhân chính khiến đồng yên giảm gần đây. Khi BOG duy trì lãi suất âm, tình trạng tranh lệch lãi suất giữa Mỹ và Nhật Bản sẽ kéo dài. Thị trường bất động sản thương mại ở Mỹ đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng tiêm ẩn do cách thức làm việc ở quốc gia này đã thay đổi kể từ sau đại dịch COVID-19. Lần đầu tiên trong hơn một thập kỷ, giá bất động sản thương mại đã giảm trong quý đầu tiên của năm 2023. Đại dịch COVID-19 đã tác động đáng kể đến lĩnh vực này khi mà xu hướng làm việc từ xa được nhiều công ty và nhân viên lựa chọn. Theo ông John Lear, nhà kinh tế trưởng của Morning Consult, không chỉ xu hướng lựa chọn làm việc từ xa hậu đại dịch COVID-19, mà việc thắt chặt chính sách tiền tệ cũng có tác động đến giá bất động sản. Có rất nhiều trở ngại mà bất động sản thương mại hiện đang phải đối mặt. Đầu tiên và quan trọng nhất là việc tăng lãi suất. Fed đã tăng lãi suất từ 0 lên 5% trong một khoảng thời gian rất ngắn. Những quyết định tăng lãi suất đó gây áp lực, khiến bất động sản thương mại giảm giá. Ông John cũng cho rằng đây có thể là một xu hướng dài hạn có khả năng tạo ra những thay đổi mạnh mẽ tại các thành phố ở Mỹ sẽ mất một thời gian để tìm ra chính xác nơi mà mọi người sẽ dành phần lớn thời gian ở đó. Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu bạn có những bất động sản ở trung tâm thành phố bị đóng cửa đã lâu và cuối cùng sẽ xây dựng lại mọi thứ ở vùng ngoại ô. Tác động đối với thị trường bất động sản thương mại cũng có thể tác động lớn tới ngành ngân hàng khi mà ngành này đang chịu trách nhiệm cho gần 2 phần 3 trong số 3,6 nghìn tỷ đô la dư nợ cho vay bất động sản thương mại. Theo CNN, từ các thành phố xa xôi cho tới các thành phố trung tâm như New York và Los Angeles, các văn phòng tại Mỹ đa phần bị bỏ trống hoặc ít được sử dụng. Các nhà đầu tư và cơ quan quản lý đều đồng ý kiến cho rằng tỷ lệ trống tại các văn phòng ở Mỹ đang là hồi chuông báo động cho đà suy thoái của thị trường bất động sản thương mại trị giá 20.000 tỷ đô la.